Trẻ lớn lên không được bồi đắp để phát triển toàn diện về mặt cảm xúc, nhận thức đúng sai trong các mối quan hệ, không có hình mẫu để noi theo. Khi rơi vào cảnh yêu sớm sẽ càng mông lung, vô định. Thực trạng yêu sớm khi trẻ chưa hoàn thiện kỹ năng sống, chưa được giáo dục giới tính đầy đủ sẽ dẫn tới những hệ lụy nặng nề. Cha mẹ cần học cách đối thoại cùng con theo chuyên gia tham vấn tâm lý Ngô Minh Uy, Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục TP. Hồ Chí Minh, một trong các nguyên nhân khiến trẻ có hành vi gây tổn hại cho người khác giới là do gia đình và nhà trường thiếu sự giáo dục đúng cách. Trẻ lớn lên không được bồi đắp để phát triển toàn diện về mặt cảm xúc, nhận thức đúng sai trong các mối quan hệ, không có hình mẫu để noi theo. Rất dễ rơi vào trạng thái mông lung, vô định. Nếu cha mẹ có thói quen la mắng lớn tiếng càng khiến con cái bị cô lập vì không tìm được sự cảm thông chia sẻ, ông Uy nó. Ý cũng theo ông Uy, cha mẹ dường như cũng mông lung, mơ hồ trong hành trình nuôi dạy con cái, nói đúng hơn là thiếu phương pháp. Nhiều phụ huynh cứ áp đặt con phải biết cái này, cái kia mà không chịu lắng nghe để hiểu con thích gì, muốn gì, trong khi kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ bản thân khi bị kẻ xấu tấn công cũng là điều hết sức cần thiết để con phát triển tốt. Để khắc phục vấn đề này, ông Ngô Minh Uy cho rằng, những người làm cha, làm mẹ cần thay đổi lối tư duy trong việc dưỡng dục con cái. Bản chất của giáo dục là đối thoại nên bậc làm cha, làm mẹ cần học cách đối thoại cùng con để lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn, ông Uy cho biết. Trẻ em dậy thì sớm, tiến sĩ tâm lý học Bùi Hồng Quân nhận định do chế độ dinh dưỡng ngày càng tốt cùng với việc được bao phủ bởi lượng thông tin lớn truy cập dễ dàng từ Internet. Nên trẻ em hiện nay dậy thì sớm và yêu sớm hơn lúc trước. Bên cạnh đó, vấn đề về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em hiện nay rất nhức nhối. Dưới góc độ tâm lý, sức khỏe tâm thần, đã có nhiều người trưởng thành, có hiểu biết, hiểu luật bị mắc chứng rối loạn tâm lý tình dục khi mà họ thấy mình thỏa mãn bằng việc quan hệ tình dục với trẻ em ấu dâm, tiến sĩ Quân nói. T.S. Quân cũng lưu ý câu chuyện giáo dục trong nhà trường liên quan đến phòng ngừa quan hệ tình dục chưa có hiệu quả cao. Nhiều gia đình buông lỏng hoặc không có thời gian quan tâm con em nên vô tình tạo cơ hội, kẽ hở cho những đối tượng xấu. Vì vậy, quan trọng nhất, cha mẹ, nhà trường cần phải trang bị cho các con mình những kiến thức về giới tính, tình dục, sex education và cả pháp luật, tiến sĩ Quân khẳng định. Tiến sĩ, chuyên viên tham vấn tâm lý Phạm Thị Thúy cũng cho rằng việc trẻ em hiện nay dậy thì sớm, yêu sớm đa phần là yêu theo cảm tính. Gia đình thiếu quan tâm nên các em không được trang bị những kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết để bắt đầu bước vào mối quan hệ yêu đương. Cần phủ rộng truyền thông giới tính, đồng tình với ý kiến trên, Thạc sĩ Trần Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Tương lai thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của giáo dục giới tính. Người lớn chúng ta phải thay đổi suy nghĩ, học hiểu vấn đề giới tính, tình dục và coi đó là chuyện bình thường mới có thể trao đổi với trẻ một cách bình thường, ông Hải nói. Ông Hải cho biết thực trạng yêu sớm hay trẻ em bị xâm hại tình dục diễn ra nhiều nhất ở vùng nông thôn và các khu mà người lao động nhập cư sống. Các tiết học giáo dục giới tính ở trường không được truyền tải đến các em một cách sinh động, dễ hiểu và chưa dạy về tâm lý xã hội cho các em. Bên cạnh đó, ta cần phải trang bị kiến thức pháp luật cho trẻ để chúng biết thế nào là đồng thuận tình dục nhưng vẫn là hành vi phạm tội, thế là dâm ô, giao cấu, hiếp dâm trẻ em. Hơn thế, cần lưu tâm việc tố giác tố cáo tội phạm, bên cạnh việc trình báo với cơ quan chức năng, hiện nay, chúng ta có hotline 111 của Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em hoạt động hiệu quả trong thời gian qua, miễn phí và bảo mật thông tin. Họ sẽ tiếp nhận có quy trình để giải quyết các trường hợp yêu sớm đáng tiếc, ông Hải cho hay.